đi theo cái ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, theo cái cổ ngày xưa của Đức Phật đó, mà ta tìm ra những cái nguồn gốc của đạo Phật, có những cái truyền thống người ta tu cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cái vị nhiều cấp lắm, nhưng mà vị này người Việt Nam qua bên đó tu tới cái cấp 3 thì gặp được những cái vị mà 300 tuổi. Vì đó, nếu mà lên tới cấp 7 là cấp cuối cùng thì ở trên đó là cái vị cả ngàn tuổi. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Nhân đang có mặt tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm một ngôi tịnh xá, đó là tịnh xá Ngọc Ẩn. Thì nếu mà như mà cả nhà có xem những cái video mà Nhân chia sẻ về sư thầy, về hệ phái khất sĩ tu tập ở tại tịnh xá này thì chắc có lẽ là cả nhà cũng sẽ nhớ. Thì cứ mỗi lần mà Nhân đến Nhân thăm tịnh xá thì thầy chia sẻ những cái câu chuyện về Phật Pháp rất là thú vị. Vì vậy mà ngày hôm nay Nhân quyết định là sẽ đến đây để tiếp tục thăm tịnh xá, cũng như là trò chuyện để thầy chia sẻ về Phật Pháp, cũng như là Nhân sẽ thay mặt những quý Phật tử cúng dường tam bảo cho tịnh xá. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng với Nhân tiến vào bên trong tịnh xá Ngọc Ẩn để thăm tịnh xá cũng như là thăm sư thầy nhé. Đi thôi cả nhà. Thì cả nhà cũng biết rồi, thì cứ hàng đêm á thì thầy sẽ tọa thiền ở một cái góc không phải là trong chánh điện, một cái góc gần gần một cái gốc cây cả nhà. Bây giờ cũng là cái khung giờ mà nó khuya rồi cả nhà. Ở một cái nơi thật sự ở trong đây á là xung quanh là núi rồi, nhưng mà cũng có một vài nhà dân họ cũng ở cách đây khoảng cỡ vài trăm mét, nhưng mà hát karaoke rất lớn, không biết thầy cả nhà nghe hay không. Và ngày hôm nay khi mà Nhân đến tịnh xá Ngọc Ẩn cả nhà, thì Nhân thấy cái bình bát của thầy, mang qua hỏi thầy thử xem đó là cái bình bát này xuất xứ là ở đâu nha cả nhà. Bởi vì Nhân thấy nó cũng khá là lớn, với là không biết là chất liệu của cái bình bát này nó chất liệu nó là chất liệu gì cả nhà. Dạ mô Phật. Dạ thầy ơi. Dạ thầy đang hành thiền ạ? Dạ. Cái này mình gọi từ gì là sẽ đúng nhất thầy? Cái bát. Cái bát. Cái bát. Dạ cho con xin để trò chuyện nghe sẽ rõ hơn. Cái này sẽ gọi là cái bát. Thường thường thì con thấy một số cái bát của các vị sư khác hình như nó cũng khác với cái này phải không thầy? Đúng rồi, nó có nhiều loại lắm. Của cái này là nó của Myanmar. Nhưng mà Myanmar nó cũng có hai loại, một loại của các nhà sư, dạ, và cái loại của bộ đội Myanmar. Bộ đội Myanmar cũng ăn bằng bát luôn, bởi vì đất nước người ta là quốc giáo truyền thống á, cho nên là ăn trong bát không mà. Bộ đội là dùng cái bát này hả thầy? Dùng cái bát này. Cái này nó còn to hơn cái tô của Việt Nam mình nữa. Thì họ cũng sắp hàng rồi, họ cũng bớ cơm trong mâm đó rồi họ về một cái bàn thôi, vị trí họ dùng nó cũng giống giống như các nhà sư vậy. Vậy là cái đây dưới cái này là một bộ hả thầy? À, cái nắp với cái bát. Dạ đây cả nhà. Thì nhân viên sư đi qua bên Myanmar, sư tu ở bên đó được 6 tháng rồi. Dạ. Xong rồi đi ra về Yangon, tức là thủ đô, thỉnh cái bát. Được cái viên thỉnh cái bát của Myanmar thì cái bát này nó có được cái nắp này nè. Mà thực ra thì hình như mình nói trên thế giới không có cái nắp bát nào nó đẹp như nắp bát này hết. Tức là cái khuôn mẫu của họ đó, nó rất là đẹp. Bên Thái Lan mà cũng không có được cái nắp như vậy nữa. Thái Lan đất nước văn minh mà nó không đóng được cái nắp như vậy đó. Cho nên các nhà sư mà ở bên trường thiền quốc tế của bên Ba Âu á, họ rất là thích cái bát này, nhưng mà họ không có thỉnh, không có duyên được. Bởi vì trong cái thời gian mà sư qua bển đó là nó có y như bộ đội, người ta bát ra hoài 100 cái bát như vậy. Và sư thỉnh là cái số thứ 97. À. Còn lại 3 bát đó là không biết ai thỉnh hết. Tức là cuối cùng mà mình đi tới cái thủ đô, mười mấy cái gian hàng đó thì
hên là mình còn gặp được cái bác này và thêm ba cái bác nữa. Nhưng mà tới khi mình về lại trường thiền, mình báo cho huynh đệ biết là ở ngay cái tiệm đó đó, đó nó có còn ba cái, nhưng mà họ ra mà là không còn nữa. À, vậy là người ta bán trong số 100 cái đó là hết rồi thôi hả thầy? Hết thôi, bởi vì bộ đội bán ra. Cho con hỏi tới nhuyễn xíu thầy, như một cái bát như thế này thì bên ở bên đó họ bán bao nhiêu tiền thầy? 65 đô. 65 đô là 1 triệu mấy cả nhà. À, 1 triệu mấy, nhưng mà cái này chất liệu con thấy nó tốt quá ha. Nó thì sư dùng từ năm 2007 tới giờ. Năm 2007 cũng khá là lâu rồi. Lâu. Nhưng mà con thấy nó không có rỉ sét hay gì hết trơn à? Thì hay ghê ha. Nếu mà dùng kỹ, dùng cả đời nó không có lủng luôn. Dạ, vậy thì cái này bên đó nó là một cái sử dụng trong quân đội, vậy nên nó có cái ký hiệu hay cái gì trên này không thầy? Nó có cái mộc có ngôi sao, cũng như cái cái mộc của quân đội mình, cái mộc huy chương á, là nó có cái mộc giống vậy á, nhưng mà cái mộc của họ cũng có ngôi sao, nhưng mà nó tròn, nó không có giống như mình là nó hình cái có cái chân, còn này nó tròn luôn, như đóng nguyên cái ngôi sao trong đó. Vậy thì cái ngôi sao nằm chỗ nào thầy? Ở ngay chỗ này nè, nhưng mà chưa ăn á, chưa cạo cái muỗng á, riết là nó mòn chà rửa đó. Cả mười mấy năm nay nó mười mấy năm rồi, nó mòn cái mắt cái ngôi sao rồi. Vậy là tính ra là cái bát này cũng, nếu mà làm bằng chất liệu này là cũng khá là tốt với các sư đi khắc thực á ha. Thì nói chung thì quý sư hệ phái Theravada Nam Tông là thường dùng cái bát này, cái bát này. Nhưng mà bên khắc sĩ thì bắt đắt, nhiều loại lắm. Hôm bữa con có thăm một sư bà khắc sĩ mà cái bát của sư bà làm rơi hay sao mà nó bể, bà lấy keo bà dán lại. Thì hình như là nó bằng cái chất liệu là không, gỗ hay không, gì á, đất không à? Bên mấy sư bà nó bắt đất không? Đất à? Đất không? Đất là đụng cái nó bể thì coi như là người ta nói là xui á. À, bể là xui hả? Người ta nói là bể là xui, có người bị quần tục. Cho nên họ phải dán lại. Còn dạ. Mình cái bát inox thì nó rớt nó mớp thì mình sửa sơ lại. Cái này là rơi là không thế nào hư được thầy ha. Đúng rồi. Ở bên ngoài này nó phủ cái lớp gì mà nó không tróc ha. Mình sơn á, mình sơn cho nó phù hợp, chứ cái người khắc sĩ là nó dạ. Là bát đen. Là thầy phải sơn lại. Phải sơn lại. Vậy thì với một cái bát mà bên hệ phái khắc sĩ hay là cũng như là bên hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy á, thì ví dụ trong quá trình đi thì mình cầm như thế nào là đúng nhất thầy? Thì nó như vậy, bác thường thì một tay vịn như vậy, một tay bợ dưới đây, một tay vịn ngang. Dạ. Rồi còn dạ. Cái nắp này thì mình... Cái nắp này thì khi nào mình xong đậy rồi mình mới đậy lại. Tức là mình đi mình không được phép đậy để cho người ta bỏ vô. Khi nào dạ. Mình nhận hết xong rồi, mình không nhận nữa thì đậy bác lại. Làm ta biết mình không nhận nữa. Vậy là còn cái nắp này là mình sẽ để qua một bên mình mang theo? Thì bỏ theo cái tay nải. Ồ, để đây thầy. Trời ơi, cả nhà thấy không? Đôi khi cũng là một cái duyên thì chúng ta mới có thể biết được là bát trong Phật giáo để mà đi khắc thực cũng sẽ có rất là nhiều loại. Nó đâu phải bắt buộc là mình phải dùng cố định một loại nào, phải không thầy? Không, hệ phái nó có một loại cố định. Mỗi hệ phái nó loại cố định. Bắt buộc. Hệ phái của khắc sĩ là bát đắt. Dạ. Hệ phái của Theravada Nam Tông là bát inox. Do hồi xưa sư qua bên Myanmar là tu rồi thọ giới lại bên Miến Điện á, là Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên sư phải thọ cái bát này. Vậy. Có nghĩa là mình phải theo cái truyền thống. À, cho lúc nếu mà lúc trước là thầy là sẽ dùng cái bát bằng đất. Đất. Và nãy giờ con cứ tưởng là hồi trước tới giờ thì con vẫn đang nghĩ là thầy là hệ phái khắc sĩ luôn á. Thì nói chung thì bây giờ sư cũng không biết nói làm sao, tự giờ trước đây là sư khắc sĩ. Dạ. Nhưng mà qua năm 2007 sư qua bến thọ giới, người ta nói là phải thọ giới lại cho nó trong sạch rồi mới hành thiền mới có cái đắc định. Dạ. Nếu mà không có giới thì nó không có đắc định, cho nên nghe lời là các vị thiền sư mình xả hết bao nhiêu năm tu hành rồi thọ lại giới của bên đó rồi mình hành thiền, thì mình thấy đúng là họ nói đúng chứ họ không có nói sai, cho nên mình chấp nhận mình bỏ. Có những vị người ta qua bển, người ta tu 20 mấy 30 năm bên này, khi mà qua bển người ta cũng cố lì, ta không bỏ, ta để tu thêm 10 năm nữa nhưng mà cũng không có được cái gì hết, 40 mấy năm bỏ. Cuối cùng là người ta phải xả lại, thọ lại từ đầu, thì họ có thấy cái sự hiệu nghiệm của cái sự tu hành, nó có cái xứng đắc. Dạ. Cho nên
bên Miến nó có cái truyền thống là khi cái người mà mới thọ giới mà được cái Phật tử cúng dường, mà cúng dường cho cái người mới thọ giới thì là phước báo lớn, bởi vì bị đó trong sạch. Rồi sau đó là cúng dường cho những vị đắc thiền, chứng thiền, thậm chí là chứng thánh thì nó mới là phước báo lớn. Còn những vị mà cứ nói mình tu lâu nhưng mà không có chứng đắc gì hết, tức là giới không được trong sạch, nó có khiếm khuyết, cho nên cúng dường những vị đó thì phước báo là không lớn. Thì cái truyền thống họ nói như vậy đó, thì mình cũng nói lại thôi, chứ không khéo là người ta nói mình thế này thế kia. Vậy thì cái việc mà thiền trong Phật giáo với lại thiền của yoga thì hai cái trường phái nó có giống nhau không thầy? Nó khác nhau, khi mình đi sâu vô nó khác hết. Khác hả thầy? Một bên thiền là mở mang trí tuệ, một bên thiền nó thuộc về sức khỏe, thần thông hay là thuật. Nói chung là nó về cơ thể, nó nghiêng về thế giới vật chất. Còn cái đạo Phật là thế giới tâm linh. Là trong đạo Phật là cái cách hành thiền của mình nó cũng khác so với lại cách hành thiền của bên đó hay là khác xa khác, không có gì giống chung hết. Không có cái gì gọi là giống. Thì phải nói là cái người mà đi hành thiền, học thiền phải là có duyên, có duyên rồi mới học chúng được vị minh sư chỉ dạy cái đúng cái đạo lý, họ được lợi ích lớn. Còn bằng không họ mò từ cái này tới cái kia kéo dài nhiều mươi năm vậy rồi họ không được gì hết, hoặc là được cái gì gì đó nó không có mang tính chất là giải thoát. Sau đó khi bây giờ kêu họ bỏ thì họ không đành bỏ, họ lỡ ôm rồi họ ôm suốt đời luôn, nhưng mà cuối cùng là không có được cái gì hết. Cho nên khi mà qua Miến Điện người ta kêu xả hết, ta dạy lại từ đầu thì nó mới là thâm nhập được thiền định. Vậy là Phật giáo nguyên thủy là nguồn gốc xuất xứ từ đâu sư? Thì nói chung thì từ Đức Phật Thích Ca cho đến cuối cùng là Ngài A Nan. Ngài A Nan thì truyền lại cho đến khi Ngài nguyên tịch, thì đất nước Ấn Độ gặp nhiều cái biến cố, xảy ra chiến tranh, rồi Phật giáo bị diệt, rồi các chư tăng phải di tản khắp nơi, sang qua các nước như là Tích Lan, Sri Lanka hay là Myanmar, rồi đi nhiều nước, chia ra nhiều nước, nhưng mà ẩn ở núi rừng không mà, bởi vì đạo Hồi nó diệt, nó đánh, đốt kinh hết. Cho nên bây giờ muốn tìm lại được cái gọi là Phật giáo nguyên thủy thì nó rất là khó. Và mình chỉ tìm được một chút đỉnh về cái giáo lý mà của Đức Phật, số ít thôi. Ví dụ như mình nói chỉ 1-2 phần 10, thí dụ vậy thôi. Chứ còn mà nếu tìm để đủ hết cái mà của Đức Phật dạy thì nó rất là nhiều lắm, nó rất là nhiều. Và cũng có những người ta qua bên đó, người ta cũng nghiên cứu và người ta cũng thực hành, người ta thấy không phải chỉ có những cái đại tạng kinh mà Đức Phật để lại là đủ, và nó còn rất là nhiều. Như bên Nam Tông thì có 5 bộ đại tạng kinh là Nikaya. Nhưng mà có những vị sư người ta qua bên Ấn Độ thành thiền, người ta qua đi theo cái ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, theo cái cổ ngày xưa của Đức Phật đó, người ta tìm ra những cái nguồn gốc của đạo Phật, có những cái truyền thống người ta tu cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cái vị nhiều cấp lắm, nhưng mà vị này người Việt Nam qua bên đó tu tới cái cấp 3 thì gặp được những cái vị mà 300 tuổi. Vì đó, nếu mà lên tới cấp 7 là cấp cuối cùng thì ở trên đó là vị cả ngàn tuổi. Cho nên mình khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy là đúng là cái gì mà nó quý hiếm người ta cũng giấu. Giấu. Cũng như cái bên Trung Quốc là dạy gió công cũng truyền rồi giấu riết. Còn bên Ấn Độ thì đạo Phật cũng là. Vậy là hiện tại là cũng còn một số ít các vị là tuổi đời từ vài trăm năm tuổi trở lên, nhưng mà ẩn mình ở đâu đó thì không ai biết. Ta vẫn còn sống, vẫn tu bình thường, nhưng mà nó có ẩn theo cái trong rừng núi, nhưng mà họ có hệ phái của họ luôn. Thiết làm vô cái cấp đầu tiên á, là ở vô chùa cũng tập tu, rồi họ giới cũng tu như các vị thầy vị sư thôi. Rồi nhưng mà cái cấp 2 đó là họ hành thiền á, có chứng đắc, rồi họ đi tới những vị thầy cấp 2 dạy, rồi sau khi qua hết cấp 2 đó họ lại tăng lên nữa thì họ lượt lên cấp 3. Thì cái vị Việt Nam mình đó là cũng có duyên như thế nào đó, và họ cũng có cái sự chứng đắc, cho nên họ đi tới được gặp cái vị cấp 3
là vị thiền sư cấp 3 là 300 tuổi. Vậy là khi chúng ta đạt tới cái cảnh giới đó thì chúng ta mới có thể gặp được các vị cũng ngang ngang như vậy. Là minh sư là dạy cao cao lên. Nhưng mà nhớ, rồi cái vị đó mới nói rằng là không phải chỉ có một số lượng kinh như vậy, mà là còn rất rất nhiều kinh. Thí dụ người ta dạy về thần thông, dạy về những cái quý diệu hơn nữa. Nhưng mà chỉ được Hòa Thượng Minh Châu là qua bên đó học. Thì học cái trường trung cấp, sơ cấp, rồi bên đó học Phật giáo. Nói chung là học của Phật giáo bên Ấn Độ thì chỉ học được mấy đại tạng kinh đó, rồi đem về Việt Nam rồi truyền bá lại. Thì Việt Nam mình chỉ biết có năm đại tạng kinh là Nikaya đó thôi. Và các vị sư mà ta mình mới vừa nói là họ nói còn nhiều 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 kinh hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Có nghĩa rằng là kho tàng kinh Phật á là rất nhiều mà chúng ta chưa được tiếp cận đến. Được chưa tiếp cận tới. Hình như là cái gì đó họ cái gì mà nó quý á, họ chỉ truyền sơ sơ, cũng như mình nói là truyền cho mình cái học như vậy thôi, chứ còn những cái mà tu luyện về phép màu đó lại là không được truyền, tức là không có được truyền đi. Dạ, có nghĩa là không được truyền bá ra rộng rãi. Chỉ có người nào mà đủ cái duyên, mà cái duyên nói chung là cái hệ phái của người ta, người của người ta đó ta học. Nhưng mà có vị sư Việt Nam được duyên là qua bên đó vô được cái trường phái đó, tiếp cận được cái đó, và họ thấy, họ mới nói ra là đúng là họ bên đó người ta còn giấu. Vậy thì sư đã có duyên gặp vị sư Việt Nam mình đã không, vị sư Việt Nam mình đó là đã về lại Hà Nội và đã có nói ra những cái vấn đề đó. Rồi vị đó cũng ở 1-2 tháng rồi vị đó tiếp tục đi qua bên đó tu. Nói chung thì mình, nếu mình hiểu thì những cái cao siêu đó thì phải dành cho những con người thiệt thanh tịnh. Đúng là thiệt thanh tịnh mới tiếp cận được những cái điều đó. Nếu không thanh tịnh thì không tiếp cận được đâu. Dạ. Đến cái nhân quả thì người ta phải thấm hiểu được cái khổ đau. Cũng như nói là vô thường, khổ vô ngã, ai nói cũng được. Nhưng mà thấm được cái khổ đau thì họ mới hiểu được nhân quả, mới sợ nhân quả. Thì riêng sư thì sư tu chưa thấy cái dòng nhân quả nó đến với mình từng phút, từng giờ, nó đến với mình, nó liên tục, nó quay. Cũng như mình nói cái chuỗi của thời gian á, hay là nó dòng thời gian nó quay, thì cái nhân quả của mình, tức là những ai hiện hữu ở trên thế gian này đều có nhân quả thiện ác, thì đem đến cho mình cái vui, cái buồn, thì nó đến, nó quay dòng vậy, nó quay rồi đưa đến, và nó đưa đến cho dầu là người đó đang ở nơi đâu cũng đều phải cảm nhận, thọ lãnh cái nhân quả đó. Cho dầu đó là người xuất gia, thí dụ như người đời thì người ta lăn lộn ở ngoài xã hội, khi mà nhân quả nó đến thì được tiếng khen, tiếng chê, rồi đem đến cái buồn vui đau khổ của họ trong cuộc sống hàng ngày, họ liên tục và họ rất là khổ. Nhưng mà đối với người xuất gia thì đâu có va chạm với người đời nhiều, thí dụ như ngồi ở đây, nhưng mà nhân quả vẫn chi phối, sư vẫn cảm nhận và chịu sự chi phối của nhân quả, và sư hiểu nó, sư chấp nhận nó, sư chịu đựng nó, sư kham nhẫn chịu đựng nó, rồi nó đi qua. Nhưng mà dùng cái pháp tu của mình đó, chánh niệm an trú ngay hiện tại, mọi cái điều đau khổ đó và cái niềm vui đó nó đến trong từng giờ từng phút, mình cảm nhận được, mình chịu đựng được, rồi nó đi qua. Cũng như mình nói cái cây mà nó đứng vậy, giờ mưa thì nó được hưởng nước mát mẻ, giờ nắng nóng nó cũng chịu, nó cũng đâu có tránh né, và nó luôn luôn chịu đựng. Và con người mình cũng y như vậy, cho dầu là người xuất gia, nếu mà ngồi yên một nơi đây, yên tĩnh nơi đây, nhưng nhân quả dẫn đến, chứ không phải nói là phải lao vào thế gian hơn thua mới gặp nhân quả, vẫn có nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả, cái khổ mà của thân á thì người ta chịu nổi, nhưng mà cái nhân quả khổ của tâm á, người ta chịu không nổi. Và nhiều người như vậy,
Mà như sư á, thì lâu lâu cũng có nhân quả về thân, nhưng mà đa phần thì nhân quả về tâm. Và nó đến với mình y như một lưỡi dao cắt ngang một cái đau xiến người. Nhưng mà không ai thấy đâu. Nếu mà mình thấy được là gọi là người có pháp, có pháp hành mới thấy được cái dòng nhân quả nó đến, nó chi phối mình. Rồi mình biết như vậy, chấp nhận như vậy, rồi y như mình nuốt một nước miếng cho nó qua khỏi cái đau khổ đó rồi, nó qua. Rồi mình cứ như vậy. Khi mình hiểu được như vậy rồi, thì thiệt mà nói, ai hiểu được cái đau khổ đó rồi, thấy cái nhân quả đây. Thật ra mà nói, đối với sư, riêng người nào thì chứ không nói, đối với sư, nếu cái duyên sư chấm hết, sư hoan hỷ chấp nhận, một phút ra đi, không có hối tiếc, không có liên tiếc một điều gì trên cái thế gian này. Còn những người mà họ chưa thấm được nhân quả thì họ sẽ đang chìm vô danh và lợi. Khi chìm trong danh và lợi, họ có cái niềm vui và có cái đau khổ, có cái niềm vui và đau khổ. Như vậy họ sống trong cái vui, cái đau khổ, vui, cái đau khổ. Rồi họ quên mới vừa cái đau khổ kia, rồi mới cái niềm vui đây, cho họ lắp. Cái niềm vui đây, cái họ tới cái đau khổ, cái qua lại, họ lắp, họ không thấy. Vì họ không phải là người chuyên tu, nên họ không thấy. Còn nếu mà người có tu thì thấy cái dòng nhân quả, nó đến với mình từng phút một luôn. Vui, khổ, vui, khổ, vui, khổ. Nó liên tục. Nhưng mà nói về sắc thân á, thì đối với người xuất gia không sợ. Nói về tâm á, mình mới thấy nó đau. Nó đau đớn không cùng. Nhưng mà vì đâu mà lại tâm bị đau thầy? Thì nhân quả đấy. À. Nhân quả nó chi phối đó, chứ không phải đâu. Đừng nói là chứ là người ở xuất gia đúng không? Chứ ở một mình ở nơi như vậy có ai ghẹo, có ai chọc, có ai đánh đâu. Dạ. Nhưng mà có nhân quả, và nhân quả nó đến không sót đối với một ai. Là kể cả những người mà đang tu tập, đang tu tập luôn, vẫn có nhân quả đấy. Vẫn có nhân quả luôn. Dạ. Mà họ nếu mà họ là người con người mà có trí tuệ thì họ thấy cái nhân quả nó đến, nó hỷ lạc rồi khổ đau, hỷ lạc rồi khổ đau. Nhưng mà cái khổ đau đó mà thấy luôn cái dòng nhân quả của nó luôn á, nó như là lưỡi dao cắt mình cái, và nó rất là đau. Nhưng mà đối với nội tâm á thì nó khủng khiếp lắm. Đối với thân thì không sao, mà đối với nội tâm, ví dụ như chú bị một cái người nào đó họ chửi mắng chú, đúng không? Rồi chú có thể nhẫn nhịn được trong cái giờ đó. Nhưng rồi chú đi về, chú suy nghĩ cái đó, rồi chú đau khổ với cái đó, nhưng mà không có ai tháo gỡ cho chú, và nó đau khổ, nó dằn vặt, nó kéo dài. Nhân quả đó. Nhưng mà đối với nhà sư thì đâu có chen lắng qua đời đâu mà bị người ta chứ. Nhưng mà nhân quả nó vẫn không tha đấy, nó vẫn đến, nó vẫn đến, và nó vẫn đến liên tục luôn. Nhưng mà con đang thắc mắc rằng là nó từ đâu mà nó đến, mà mình làm được gì, cái tâm mình nó phóng đi đâu mà nó lại đến với lại cái tâm. Nếu mà tâm mình phóng đi, mình sẽ không thấy cái đó. Dạ. Nếu mà tâm mình an trú được, mình sẽ thấy cái đó. Tâm mình an trú được, mình sẽ thấy cái đó. Mà bây giờ mình nói sao để cho người ta dễ hiểu hơn. Chẳng hạn nha, chỉ ví dụ nha. Dạ. Cái này nó dễ hiểu hơn là cái mà chưa đang nói cái kia. Nói cái kia là bởi vì nó phải thấy bằng trí tuệ. Dạ. Nên chú không có phải thiền định, không có thấy được đâu. Bây giờ ví dụ để dễ thấy. Ví dụ một người họ có gia đình, họ có con cái, họ có đầy đủ hết vật chất, rồi danh lợi. Ví dụ họ làm một giám đốc công ty gì đó, mà khi họ gặp sự cố, họ nằm liệt giường, họ chết không chết mà song song nằm bất động, rồi họ sức hồn ra đi, sức ra, nhưng mà xác vẫn còn đó, con cái người thân vẫn chăm sóc, nhưng mà sau sức ra, họ thấy con cái họ đang tranh giành tiền tài vật chất, cấu xé và làm những điều tội lỗi và đau khổ cho những người chung quanh, và họ rất là đau khổ.
khi họ tạo dựng nên như vậy rồi, cái đó nó bị như vậy, không nên, không được cái gì á. Rồi họ nhìn lại, họ thấy họ rất là đau khổ. Vậy thì đau khổ là đau khổ cái gì? Là cái thể xác là không có đau. Thể xác lại nằm bất động rồi. Đó chính là cái hiểu biết đó, cái đau khổ đó đó. Họ rất là đau khổ mà họ không làm được gì hết. Dạ. Hiểu chỗ đó không? Bây giờ thì con hiểu. Hiểu được chút không? Dạ. Thì sư mới nói rằng là nếu như người ta hiểu được như vậy thì cái người chết, giờ tôi nói tới hương linh, cái người chết họ cũng đau khổ như vậy, mà họ đau khổ ngày này tháng kia năm nọ và kéo dài trong cái không có thân, thì họ muốn thoát ra cái đau khổ đó bằng cách nào? Còn như sư cũng thấy cái đau khổ như vậy, như sư đang còn sống, nếu như một tích tắc bấm nút cái cạch, sư chấp nhận đi liền, thoát khỏi cái khổ đau đó. Không biết chú nắm còn được. Họ thì họ đang vướng, chịu, đang bị chịu chi phối bởi cái kia, cái khổ, bởi vì họ thấy cái đó họ không có dứt đi được. Họ dứt được và họ kéo dài cái đau khổ đó. Vậy thì làm hương linh, làm ma, làm cô hồn, làm ngã quỷ, họ đau khổ cỡ chừng nào? Họ rất là đau khổ. Cho nên những người không hiểu sau khi chết mình như thế nào, thì đây sư nói cái góc độ này để cho hiểu là sau khi chết họ đau khổ còn hơn là sống, mà đau khổ về tâm linh, đúng không? Dạ. Họ rất là đau khổ, họ muốn giải thoát, họ muốn tái sinh để họ giải quyết những cái gì mà họ đang muốn. Có thể là họ chấp nhận trả nghiệp, họ muốn tái sinh nhưng mà họ không tái sinh được. Và họ cứ thấy như vậy mà rất là đau khổ, kéo dài nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm luôn. Vậy thì chú thấy đối với các hương linh, cô hồn, ngã quỷ, họ còn uất ức mà họ chết, họ không trăng kịp trăng trói, họ uất ức thì họ chết như thế nào? Và đau khổ như vậy, không siêu thoát, và phải ở trong thế giới đó chịu cảnh đau khổ như vậy. Mà mình nói chắc chú chưa cảm nhận hết cái đau khổ đó đâu. Chứ nói góc độ nhỏ thôi. Chứ thật ra cái đau khổ đó thì không thể nào. Thì sư cũng cảm nhận cái đau khổ đó bằng cái thân này và cái tâm này đang ngồi ở đây. Cũng như sư, cũng như ví như cái thân này nó chết đi, nhưng cái tâm của sư nó cảm nhận được cái sự đau khổ đó. Cũng như một người nằm bất động, không chết không sống, nhưng mà có một giờ phút nào họ xuất hồn ra, họ thấy người thân của họ tàn sát lẫn nhau, hại lẫn nhau, gây đau khổ cho nhau, và bao nhiêu cái hy vọng của họ đều tan biến, đổ sông biển hết, và họ rất là đau khổ, đúng không? Nhưng mà họ không làm gì được. Tới khi họ nhập lại cái thân này thì để mà nói hết những sự cố thì không biết cái duyên khi nào. Cho nên có những người chưa tỉnh ngộ về cái đau khổ đó, họ còn chìm đắm trong cái cuộc đời này. Có một cái nhân duyên nào đó họ gặp tai nạn bệnh hoạn gì không biết, sức hồn họ đi xuống âm phủ, người ta nói thường kể đó, sức hồn thấy âm phủ xuống thấy các cảnh địa ngục, và sau khi họ quay trở về nhập vào thân, họ kể ra những cái đau khổ đó, và họ chỉ biết tu thôi, không còn dám, còn ham muốn gì cái thế giới trần gian này nữa. Thì Đức Phật nói là thế giới này là cái thế giới sanh diệt, cái thế vô thường, khổ vô ngã, cho nên rất là đau khổ. Nếu như người nào hiểu được thì buông để mà thoát ly. Còn sư nói muốn thoát được cái nghiệp khổ ngay trong kiếp sống này, nếu như mình còn thân, có thân, mà nếu người nó có tỉnh ngộ thì chỉ có pháp thiện thôi. Dạ. Nó bao phủ họ. Nãy giờ con đang thắc mắc rằng là mình đang nói nhiều về tâm, xong rồi sư nói về là linh hồn. Vậy thì tâm mình có phải là sư đang nói về linh hồn không? Không, bây giờ sư sẽ nói không thì nó cũng không đúng. Mà nói khẳng định thì nó cũng không đúng. Bởi vì Đức Phật nói thấy ngũ uẩn thì thấy tâm, mà cái đó nó thuộc về ngũ uẩn, cho nên nó chưa được về tâm. Nó chỉ là một phần của ngũ uẩn, ngũ ấm ma đó. Nó gọi là ngũ ấm ma đó.
Chưa phải là tâm luôn hả? Chưa phải là tâm, nó đang trong giai đoạn của ngũ uẩn, chịu sự chi phối của nhân quả, đang chịu sự chi phối của thần thức á. Cái gọi là từ là thần thức á, này là nó thuộc gì? Ngũ uẩn. Ngũ uẩn này có tu hay ngũ uẩn không có tu? Ngũ uẩn có tu thì nó có thần. Dạ. Ngũ uẩn không có tu thì nó thành quỷ thành ma. Cho nên nói ngũ uẩn, ủa ngũ uẩn sao còn phân biệt? Ngũ uẩn nó có sắc thọ tưởng hành thức, thức nó có thuộc về thần thức và thuộc về ác tà thức. Tức là nó thuộc về cái bóng đen, cái ánh sáng. Thức này nó thuộc về về tâm linh ấy. Tức là sau khi mà ông Phật nói là ai thấy ngũ uẩn là năm ấm là thấy được tâm, bởi vì cái tiến trình của cái ngũ uẩn nó đi trước. Nhưng mà cái người có tu tập thì thấy ngũ uẩn, mà thấy ngũ uẩn biết ngũ uẩn tức là tâm, cái tâm biết ngũ uẩn. Nhưng mà vậy thì cái ngũ uẩn này nó được như sao? Nó được đào tạo huấn luyện tu tập cho đến khi hoàn toàn thân thiện, thì ngũ uẩn này cũng như một con trâu mà nó được huấn luyện thần thục, nó chỉ ngồi nó nghe chú nói sao nó làm vậy thôi. Thì lúc bấy giờ đó nó không còn là ngũ ấm ma nữa, mà nó thuộc về thần thức. Cho nên đó là bây giờ nó luyện thành rồi đó. Còn bây giờ con trâu nó không huấn luyện thì nó trâu quán. Dạ. Nói vậy. Cho nên khẳng định cái vong hồn đấy là ngũ uẩn, thì hay là nói vong hồn là tâm thì không, bởi vì nó đang nằm ở cái giai đoạn chưa được đào tạo, chưa được huấn luyện, chưa được tu tập. Nói vậy, cho nên ông Phật nói là ai thấy ngũ uẩn là thấy tâm, mà tâm á thấy rồi mình mới tu chứ. Tu cái tâm mình cho đến khi mà tu tâm mình, nói thật cái tâm thật ra không có tu, mà tu cái ngũ uẩn á. Chứ phải là tu tâm. Tâm là nó tự bao giờ nó sáng suốt, nó tự bao giờ không có thêm, không có bớt, không có tăng, không có giảm, không, tức là hãy nếu mà ngộ một cái là nó sáng sủa liền, còn nếu không ngộ thì nó, nhưng mà thật ra chính là ngũ uẩn nó lôi theo cái con đường mà mình gọi là cái kiết sử, mà mình ham muốn các đầu quả, mình thích ăn, thích ngủ, thích cảm thọ này, thích cảm thọ kia, đòi hỏi cái này cái kia, mình dính mắt á, cái ngũ uẩn này nó lôi mình đi vào nó. Nhưng mà cái người tu thì không bị nó lôi, và rèn luyện ngược trở lại nó, đi ngược trở lại nó, và giáo huấn nó trở thành nó. Tức là mình tự tu mình đó, tức là mình giáo huấn mình đấy, chứ không phải là ai giáo huấn mình đâu. Vậy là đạo Phật là đi ngược lại với lại thế gian này. Dạ đúng rồi. Thế gian thì họ phải tiền tài danh vọng địa vị, làm cho nó giàu sang, thật giàu sang, đúng không? Dạ. Tâm linh đâu có vậy, ông mà làm cho thiệt giàu sang, ông tham quá trời luôn rồi. Dạ. Tâm linh đó là làm sao cho nó sáng suốt, mà nó sáng suốt thì nó phải vô tham. Còn mà nếu mà ông tham thì đâu có được gọi là giải thoát, được tâm thanh tịnh đâu. Như vậy. Vậy là cái chính là mình phải quay về tâm của mình. Quay xem về. Nhìn nhận thức là để mình làm cho nó sáng hay là tối là do mình. Tối sáng hay tối là do mình. Nhưng mà nói thiệt cái nha, sư nói thiệt chứ từ xưa giờ sư nói với tất cả mọi người mà gặp sư, mình nói cái tâm á thì sư nói thiệt nha, sư nói đây là nó khẳng định luôn á. Dạ. Thì ít có ai nhận thức được tâm, không có ai nhận thức được tâm. Hình như là họ nhận ngũ uẩn là tâm không. Cái khi mà họ nhận được tâm rồi á thì họ thấy ngũ uẩn rõ lắm, và họ biết cái nào là tâm, cái nào là ngũ uẩn liền. Là khi đó là họ mới bắt đầu họ buông hả sư ha? Cái đó là người thấy pháp, họ mở tệ rồi đó. Dạ. Họ mở tệ nó mới thấy được, chứ còn chưa nói đông nói tây nói nam nói bắc nói đủ thứ đó, nhưng mà hỏi cái tâm họ chưa biết cái tâm là cái gì. Thì chỉ có nói một cái gọi là dễ hiểu cho họ, tâm là cái thấy cái biết, cái tánh thấy tánh biết gọi là tâm, đó là gọi là tạm mượn đấy.
À, mình mượn tạm để mà mình hiểu mà sao? Những người ta chỉ có nhận tới đó thôi chứ không có thể nào mà sâu ra thấy được đầm luôn đâu chứ. Dạ. Nói thiệt luôn á. Dạ. Vậy thì có trải qua tu tập, có thiền định thì khi đó chúng ta mới thấy được tâm của bản thân mình, chứ còn tâm người khác thì chắc có lẽ mình cũng không thấy được sư ha. Không phải, khi mình thấy được tâm mình. Dạ. Thì mình thấy tâm ra như ban ngày á, thấy rõ lắm. Cũng như chú là cha. Dạ. Chú thấy con chú nó đang chạy giỡn, nó chơi cái gì, nó muốn cái gì, nó làm cái gì, chú biết nó đang làm cái gì, nó muốn cái gì, chú hiểu nó hết. Dạ. Vậy thì chú hiểu nó bằng cái gì? Chắc là sự tương giao cách cảm gì đó thôi chứ. Không phải, không phải tương giao nha. Đó là bằng tâm của mình đấy. Mình nhìn, mình quan sát nó, mình hiểu nó muốn cái gì, làm cái gì, nó đang cái gì, là mình biết nó trước khi nó làm cái hành động đó luôn, là mình hiểu được nó. Tức là mình phải quan sát nó. Thì cái ngũ uẩn của mình ấy, nó cũng giống đường nít đó đó. Chạy chơi bóc giỡn, làm lung tung beng, không biết sống chết là gì, không biết đau khổ là gì hết. Dạ. Còn cái tâm mình là ông cha, là nhìn quan sát thấy con nhỏ nó đang muốn cái gì, làm cái gì. Dạ. Và mình hiểu biết nó hoàn toàn. Vậy thì khi mà người ta nhận được tâm rồi thì người ta bị biết cái người bên kia. Cho nên tại sao Đức Phật biết tâm chúng sinh, ông đang nghĩ gì, ông muốn nói gì, ông đang làm gì tôi biết hết. Đó là Đức Phật là hoàn toàn. Dạ. Ví dụ như sư thì sư chỉ biết một phần nào đó thôi, chứ sư không thể là biết hoàn toàn như Đức Phật. Có thể sư cảm nhận được người đó như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Dạ. Nói ra sẽ mít lòng đấy. Ừ. Mình thật sự thương yêu họ thì mới nói cho họ, mà họ cảm nhận được cái sự thương yêu của mình thì mình mới nói. Ví dụ như sư thương yêu chú quý kính sư, thì sư mới nói cái tâm chú nó đang như vậy, chú cần phải sửa. Còn chú chưa kính sư, sư chưa đủ lòng thương yêu chú, sư nói một cái chú nổi khùng, nói xong lên nhá, nói chứ sao cái đó, thấy không, chưa. Dạ. Đủ cái đó, cho nên đó chính là chỗ đó. Dạ. Nên khéo. À, sư thì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Ừ. Thì ngày hôm nay con đến thì để thăm sư, với lại là cũng có quý Phật tử cũng thấy là sư tu tập trên tịnh xá này có một mình nè. Thì quý Phật tử cũng nhờ con là cúng dường tam bảo, cho nên là tối nay con mới lên đây con thăm sư, rồi vừa thăm rồi vừa được trò chuyện, rồi để sư có thể nói về pháp để cho quý vị Phật tử có thể biết thêm. Dạ. Hôm nay thì có khán giả viên giải cúng dường cho tịnh xá là 2 triệu, với lại là chị Hạnh ở Thái Nguyên á, cúng dường tam bảo 1 triệu, là 3 triệu á sư. Dạ. Thì bây giờ sư cũng nhờ chú. Dạ. Thế Phật tử đem cái sự tà cái tứ vật dụng đó. Dạ. Để vô chuông, rồi chú thế Phật tử, chú đánh lễ Phật 3 lại. Dạ. Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư là sư tánh niệm, xin thành tâm cầu xin ơn trên tam bảo chứng minh công đức của quý Phật tử, phát tâm cúng dường cho tịnh xá, cho tam bảo cũng như cho quý sư. Cầu xin đồng quan tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, luôn luôn công ăn việc làm luôn thuận lợi như ý, trôi trải. Nam mô. Dạ, con cảm ơn sư. Vậy thì con thay mặt cho quý Phật tử chúc sư có nhiều sức khỏe sư ha. Có dịp thì thầy trò mình trò chuyện rồi để có thể biết thêm về Phật pháp, vậy thôi. Dạ. Để chia sẻ, tại vì không phải là quý Phật tử nào cũng có cơ hội để ngồi nghe một vị sư mà có thể trò chuyện như thế này. Nghe qua bên màn ảnh á, thì nó chưa chắc là nó sẽ hiểu nhiều và là thấm nhiều bằng ngồi trực tiếp như thế này. Thật ra con là một người may mắn. Thì dạ. Chú ngồi gần thì chú cảm nhận sư muốn nói gì, sư dạ. muốn truyền cái ý gì. Dạ. Còn họ qua cái tivi nhìn đó thì họ cũng nghe và nhận thức chưa hoàn hảo đâu. Dạ. Chưa hoàn hảo. Nếu mà hoàn hảo thì phải từ âm thanh của sư, họ muốn nói gì phải hai cái giao cảm bằng tâm linh. Dạ. Này nè, rồi mình mới đáp ứng được họ. Thằng vậy, trong cũng như chú với sư vậy đó. Dạ, dạ. Nó là cái tâm với tâm đó. Nó truyền nói qua. Chú nhiều khi sư nói chưa hết lời hết ý, nhưng mà chú cũng cảm nhận được sư muốn nói gì. Dạ, dạ. Ý vậy. Vậy thì Di Đà Phật con cảm ơn sư ạ. Tối nay đã tiếp tụi con. Dạ. Dạ, xin chào sư.